Silent Hill này ạ. Vâng, đây là bước qua chơi nha các bạn. Một con quái vật màu trắng đứng bằng hai chân rất to như chân gà. Con này nó giống con quái vật trong Imposter các bạn ạ. Và nó có hai cái sừng này. Trên hai cái sừng đó thì cũng có rất nhiều xúc tu nhá. Phần dưới thân cũng có rất là nhiều xúc tu. Để mình đếm xem nào, có khoảng 6 cái xúc tu trên mỗi cái sừng, tức khoảng có 12 cái xúc tu trên mỗi cái sừng. Ở phần thân cũng có 6 cái và hai bên là 12 cái xúc tu. Con này nó không có mắt gì cả, hoặc là có thể những cái chấm đen ở bên hai cạnh hông này là chính là con mắt của nó nhá. Đó, khoảng có 5 con mắt bên cạnh hông mỗi bên. Bên này cũng thế, có khoảng 5 con mắt ở bên cạnh hông. Đó, đây là phần, có thể nói là phần mông của nó các bạn ạ. Đùi rất to. Và toàn thân thì hướng về phía trước nhá. Đây là cái khuỷu chân của nó này, toàn thân hướng về trước. Phần này rất to nha. Các bạn nhìn thấy chưa, một đạp nó còn bớt quá trời. Đạp con bích trăng ly chết liền nha. Bớt quá trời rất nhẹ nhàng nhưng mà cái đạp của nó rất mạnh nha các bạn. Bây giờ là breaking news và bớt quá trời nha các bạn. Breaking news nó đẻ luôn con của nó ra này kìa. Các bạn nhìn thấy chưa, đẹp chưa? Wow, bớt quá trời đã tiêu diệt breaking news con rồi. Wow, vớt kinh như cái đạp của nó rất mạnh nha. 55.000 máu và chỉ mất có 5.000 máu thôi các bạn ơi. Bây giờ là Cartoon Cat và bớt bắt chơi nha. Mình đã làm cho hai một đạp thôi, Cartoon Cat bay màu luôn các bạn ạ. Trở về hình dáng bé tí ạ. Cái đạp của con bớt chơi rất là mạnh nha. Ok, bây giờ là con sinh vật đường quê nha, Creature Road và Birdwatcher nha các bạn. Đó, chúng nó đang nhận ra nhau rồi. Các bạn nhìn chưa, một đạp sinh vật đường quê bay màu luôn. Wow, Birdwatcher rất đẹp nha. Bây giờ là đây 17 và Birdwatcher nha các bạn. Chúng nó đang tiến lại gần kìa. Chúng nó đang nhìn nhau này. Cái râu của đây 17 đang rung lên các bạn ơi, đang rung lần bật kìa. Sao đây 17 trở nên bé tí như vậy? đánh nhau rồi. Đây 17 50.000 máu kìa. Đã vớt qua chơi đằng đạp nha các bạn nha. Bình thường hai con này nó ngang nhau nha các bạn. Wow, rất mạnh nha. Đây 18 và vớt qua chơi nha các bạn. Hai sinh vật khổng lồ này đánh nhau rồi các bạn ơi. Vâng, bắt chơi mất máu rồi kìa. Đây 17 vẫn lên máu nhá. Quỷ đầu đèn và bơi bắt chơi nè. Rất sáng, cái đèn của nó rất sáng các bạn ơi. Đánh nhau rồi. Wow, bơi bắt chơi đang mất máu. Quỷ đầu đèn có 5.000 máu thôi. Bơi bắt chơi mà biết là bơi bắt chơi giảm chết luôn quỷ đầu đèn nha. Silent Head nè. Rất mạnh nha các bạn. Chúng nó đánh nhau rồi. 12.000 máu. Bớt gắt chơi dùng củi trỏ kia. Cái loa của nó phát ra kìa. Wow, Silent Head chiến thắng với gắt chơi ạ. Thật lạ lùng. Extra slime và bớt quát chơi nha. Wow, bạn nhìn xem thật là thú vị. Bớt quát chơi chuyển đạp phát extra slime bay màu luôn. Jojo và bớt quát chơi nha. Wow, thật nhanh. Chưa kiểu nghĩ đến bớt quát chơi đã đạp chết Jojo rồi. Bớt quát chơi và Sky Creamer nha. Hai con vật quái vật khổng lồ trên trời cao này. Wow, chúng nó sắp tấn công nhau rồi các bạn ơi. Wow, tấn công nhau rồi. Squire Creamer mất máu rồi. Wow, thật
kỳ lạ là Sky Kimmer chưa ra được trưởng cuối. Nó dùng hai cái sừng nó húc kìa. Ồ, thật hay. Chưa kìa các bạn ơi, Sky Kimmer đang bị con Birdwatcher dùng hai cái sừng cạo lên trời kìa. Ồ, kìa, hai đứa đang nhìn nhau kìa. Wow. Wow. Birdwatcher đang tiêu diệt những con đồ đẻ Cartoon Dog của con Sky Kimmer. Trưởng cuối của con Sky Kimmer nha. Wow, hai đứa đều chết ạ. Thật tuyệt vời. Trưởng cuối hai đứa đều hy sinh luôn. Dark Siren Head và Birdwatcher nha các bạn. Dark Siren Head 10.000 máu này, vẫn còn nguyên này. Dark Siren Head và Birdwatcher kia. Wow, Birdwatcher chỉ cần đá phát Dark Siren Head bay màu luôn. Rất khỏe nha. Wow, Birdwatcher đang tiếp cận quỷ đầu nhà nha. Wow, Howhead mất máu rồi. Rồi, tấn công rồi. Howhead, quỷ đầu nhà và Birdwatcher. Wow, Birdwatcher chỉ mất nửa máu thôi nha. Quỷ đầu nhà đã ra đi rồi. Thật tuyệt vời các bạn ạ. Cartoon Mao và Birdwatcher nha các bạn. Wow, rất đẹp nha. Wow, Birdwatcher chỉ đa phát Cartoon Mao bay màu luôn các bạn ạ. Vanifier cấp độ 1 nè. Birdwatcher vẫn chưa biết các bạn ạ. Ồ, Vanifier cấp độ 1 gãy ngứa cho Birdwatcher chăng. Đó, cấp độ 2 ra tay rồi, tấn công Birdwatcher rồi. Cấp độ 2 ra tay rồi. Rồi. Wow, cấp độ 3 chăng. Cấp độ 2 đã bị tiêu diệt rồi, cấp độ 3 lại nổi lên và tấn công tiếp Birdwatcher. Đó, cấp độ 3 tấn công Birdwatcher nè. Ồ, cấp độ 4 nổi lên rồi. Úi xồi, cấp độ 4 nổi lên cái là Birdwatcher bay màu luôn các bạn ạ. Trưởng sốc nhiệt của cấp độ 4 mạnh quá. Chiến đấu rồi các bạn ơi. Cartoon Ship và Birdwatcher nè. Wow. Đó. Ồ, Birdwatcher không thèm quan tâm luôn. Wow, Cartoon Ship rất là mạnh nha các bạn ạ. Phiên bản bình thường thôi cũng đủ giết chết con Birdwatcher rồi. Đó, gầm lên rồi. Xem Sky Kimmer và Birdwatcher nha. Wow, trưởng này lần đầu tiên mình thấy luôn các bạn ơi. Wow, Sky Kimmer đã tiêu diệt Birdwatcher nha. Trưởng kiên liễu của Sky Kimmer rất mạnh luôn các bạn ạ. Birdwatcher có thể đánh được ngang tài với Siren Head nha, nhưng với Sky Kimmer này, Cartoon Ship hay là con Vanifier thì không phải đối của chúng nó nha. Ok, và mình xin kết thúc video ở đây, và nếu các bạn có cảm nghĩ gì về con Birdwatcher này hãy để lại dưới phần bình luận nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.